KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Con xin lỗi, nếu có gì không phải phép, con đến đây là để trải nghiệm mà đất hình chữ S. Đi gì khó con sẽ thực hiện, con chỉ mong mình thử hết. Âm nhạc với con là nguồn sống, không có thì sẽ chết. Con cũng thấy là mình không quen cái xuất hiện trước mọi người. Mọi lúc nở sự tăng lên thì con chỉ nở nụ cười. Có rất nhiều bài học khi con ngẩng mặt đi, do nước mắt không chảy rất nhiều như nỗi bằng cũng có là chi. Ở dưới chân này thì con thì vẫn đang học hành, con đang học hỏi và thích nghi để trở nên thật mạnh. Khớp bạn đã khiến cho cô gần trai lì. Đã đến lúc được turn it up, để everybody, everybody. Mẹ đã dạy về sống đơn giản mà ước thì không rồi nản chí. Thứ gì có thì phải tận dụng tiết kiệm chứ không rồi lãng phí. Khi ngắn ngắm về cho mình, tôi nhớ con viết bị cản ý. Cho lúc con mới chơi vào nghề, con đã thuê ba người quản lý. Quay trở lại đó vì tinh thần của con là mặc sắc. Qua những ngày khắc nghiệt trong tối cũng không còn một cách. Đam mê là bất gì cũng trả cái giá thật là đắt. Vượt qua những tin đồn thất thiệt, họ nghe nhạc lại bằng mắt. Yêu gia đình. Con không đóng vai người bị hại để cho người ta nhìn. 28 rồi con chưa được gặp người cha mình. Nó nhớ con thật là khủng khiếp vì nó thật vô hình. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba lần nỗi buồn vì ba cảm lạnh nơi xưa. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Ba sẽ mặc định đó là nhà nên như không thoát được khỏi cái hố. Con không muốn thấy mẹ của mình cảm thấy tủi thân chỉ vì cái xấu. Con cứ cố gắng mà học thật giỏi, còn mẹ ra sao thì cũng được. Chắc ba cũng thấy như lòng quậy phá của con bị tha và ngủ ngược. Thứ mà con nếu giữ về ba cho đến bây giờ chỉ là một tấm mảnh. Con biết ba cảm thấy tự hào mình đã sinh ra được thằng quá bạn. Con có điều ước mẹ của con tìm thấy tình yêu bên đời. Có khi con lại nghĩ về ba, con ngước nhìn lên trên trời. Khi nào con mua nhà cho mẹ thì con mới nghĩ tới chuyện lấy vợ. Đó là một vở kịch hay. Con cảm thấy ba còn đây. Có lúc con chìm vào giấc ngủ, con muốn ông ba thành hồng say. Cảm ơn những người từng giúp đỡ để kéo con ra khỏi vòng vây. Yêu gia đình, con yêu gia đình. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một new talent. Có một nơi để gọi là nhà chính là thứ ta cần. Để nỗi buồn để lại sau lưng nhìn nó cứ xa dần, xa dần. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều. Ba yêu con biết bao nhiêu. Thành công đâu ra làm sao con chưa hề biết được. Bạn họ từ bỏ đam mê làm sao con chưa hề biết được. Thực sự là con sẽ mua được nó yêu bà thật nhiều. Chúng một tụi nhỏ lăn đi thôi, con không phải làm liều. Vẫn được người khác con không quan tâm, con không đặt điều. Con lại vì những người giờ này vẫn tin con thật nhiều. Ba ơi, khi nào con mua nhà cho mẹ thì con mới nghe đến chuyện lấy vợ. Đó là một vật kịch hay, con cảm thấy em còn đây. Một lúc con chìm vào giấc ngủ, con muốn ôm ba thật lòng say. Cảm ơn những người từng giúp đỡ để kéo con ra khỏi vòng vây. Yêu gia đình, con yêu gia đình. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một new talent. Có một nơi để gọi là nhà chính là thứ ta cần. Để nỗi buồn này là số lần nhìn nó cứ xa dần, xa dần. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xưa. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Con xin lỗi, nếu có gì không phải phép. Con đến đây là để trải nghiệm mà đất hình chữ S. Đi gì khó con sẽ thực hiện, con chỉ mong mình thử hết. Âm nhạc với con là nguồn sống, không có thì sẽ chết. Con cũng thấy là mình không quen cái xuất hiện trước mọi người. Mọi lúc nở sự tăng lên thì con chỉ nở nụ cười. Có rất nhiều bài học khi con ngẩng mặt đi, do nước mắt không chảy rất nhiều như nỗi bằng cũng có là chi. Ở dưới chân này thì con thì vẫn đang học hành, con đang học hỏi và thích nghi để trở nên thật mạnh. Khớp bạn đã khiến cho cô gần trai lì. Đã đến lúc được turn it up, để everybody, everybody. Mẹ đã dạy về sống đơn giản mà ước thì không rồi nản chí. Thứ gì có thì phải tận dụng tiết kiệm chứ không rồi lãng phí. Khi ngắn ngắm về cho mình, tôi nhớ con viết bị cản ý. Cho lúc con mới chơi vào nghề, con đã thuê ba người quản lý. Quay trở lại đó vì tinh thần của con là mặc sắc. Qua những ngày khắc nghiệt trong tối cũng không còn một cách. Đam mê là bất gì cũng trả cái giá thật là đắt. Vượt qua những tin đồn thất thiệt, họ nghe nhạc lại bằng mắt. Yêu gia đình. Con không đóng vai người bị hại để cho người ta nhìn. 28 rồi con chưa được gặp người cha mình. Nó nhớ con thật là khủng khiếp vì nó thật vô hình. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba lần nỗi buồn
nhà đến như không thoát ra khỏi cái hố. Con không muốn thấy mẹ của mình cảm thấy tủi thân, chỉ vì cái xấu con cứ cố gắng mà học thật giỏi, còn mẹ ra sao thì cũng được. Trước ba cũng thấy như lòng quậy phá của con bị tha và ngủ ngược. Thứ mà con nếu giữ về ba cho đến bây giờ chỉ là một tấm mảnh. Con biết ba cảm thấy tự hào mình đã sinh ra được thằng qua bạn con có điều ước. Mẹ của con tìm thấy tình yêu bên đời. Có khi con lại nghĩ về ba con ngước nhìn lên trên trời. Khi nào con mua nhà cho mẹ thì con mới nghĩ tới chuyện lấy vợ. Đó là một vở kịch hay. Con cảm thấy ba còn đây. Có lúc con chìm vào giấc ngủ con muốn ông ba thành học say. Cảm ơn những người từng giúp đỡ để cái con ra khỏi vòng vây. Yêu gia đình, con yêu gia đình. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một new talent. Có một nơi để gọi là nhà chính là thứ ta cần. Để nỗi buồn để lại sau lưng nhìn nó cứ xa dần, xa dần. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi. Bao nhiêu năm lặng lẽ bà vẫn hay cười. Bà ước mơ thật nhiều. Bà khát khao thật nhiều. Bà yêu con biết bao nhiêu. Con đâu ra làm sao con chưa hề biết được. Bạn hỏi từ bỏ đam mê làm sao con chưa hề biết được. Thực sự là con sẽ mua được nó yêu bà thật nhiều. Chứ một tụi nhỏ đang đi thôi con không phải làm liều. Vẫn được người khác con không quan tâm con không đặt điều. Con lại vì những người giờ này vẫn tin con thật nhiều. Ba ơi, khi nào con mua nhà cho mẹ thì con mới nghe đến chuyện lấy vợ. Đó là một vật kịch hay. Con cảm thấy em còn đây. Một lúc con chìm vào giấc ngủ con muốn ôm ba thật lòng say. Cảm ơn những người từng giúp đỡ để kéo con ra khỏi vòng vây. Yêu gia đình, con yêu gia đình. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một new talent. Có một nơi để gọi là nhà chính là thứ ta cần. Để nỗi buồn này là sau lưng nhìn nó cứ xa dần, xa dần. Đôi khi là chưa hề đầy gió. Đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xưa. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đá.